嗨，皆さん、こんにちは。先生、こんにちは。皆さん、こんにちは。こんにちは。嗨，hôm nay chúng ta sẽ bước vào bài số 19 với chủ đề là tôi đã từng đi Nhật. Và mẫu câu đó là đã từng đi Nhật, đã từng làm gì đó, đã từng ăn ramen này, đã từng ăn sushi này, đi Nhật, đã từng ngắm hoa anh đào này. Chúng ta sẽ nói được câu đấy, được chưa? Hay. Nội dung bài học ngày hôm nay sẽ gồm 4 phần nhé. Đây, chúng ta sẽ chia về thể tại. Đó, phần này là chính này. Phần này đơn giản. Thế nào? Đây, cách chia về thể tại rất là đơn giản. Thể tại là thể gì đã? Là thể quá khứ đúng không? Dạng thường của master. Ví dụ, tabemasta thì bằng với này, tabeta. Bạn bè nói với nhau ấy, tabeta, tabeta. Được chưa? Ok. Đây, thì cách chia như thế này. Chúng ta chia sang thể t thì chúng ta sẽ bỏ t đi và cộng thêm tại. Ví dụ, 食べて thì sẽ thành 食べた, được chưa? Và khi mà chúng ta chia thành D ấy, thì sẽ biến thành đà. Ví dụ, 飲んで thì sẽ thành 飲んだ, 飲んだ. Được chưa? 飲んで, ví dụ đây, ok. Đấy, 書いて thì thành 書いた, 書いた. 飲んで, 飲んだ. 食べて, 食べた. 見て, 見た. Thấy không? Chuyển T thành đà luôn đúng không? Đây, nhóm 3 này. Đấy, nhóm 3 thì như thế này. 聞いて, 聞いた, 聞いた. して, した, 勉強して, 勉強した. Có gì khó không? Không, đúng không? Ok. Vậy thì chúng ta sẽ bước vào phần 2, đó là mẫu câu về tạ koto ga arimasu. Các đọc. Tạ koto ga arimasu. Tạ koto ga arimasu. Tạ koto ga arimasu. Tạ koto ga arimasu. Se no. Tạ koto ga arimasu. Se no. たことがあります。せーの。たことがあります。OK。ビザは、じゃあ、チェーン、ありません。ね。ありません。てな、でんじゃ、れな、だ、てんは、ありません。せーな。ちょっと、ちょっと、どうも。はい。たことがありません。せーの。たことがありません。せーの。たことがありません。せーの。たことがありません。せーの。たことがありません。OK。はい。じゃあ、đây là dạng lịch sự nhé nhá. Còn dạng thường thì chúng ta gì nhỉ? Arimasu thì sẽ là aru. Aru. Đúng rồi. Tạ koto ga aru. Đây bạn bè nói với nhau này nhé. Sushi o tabeta koto ga aru. Được chưa? Còn dạng thường của masen sẽ là nai. Nai. Được chưa? Ok, tabemasen, tabenai. Tabeta koto ga nai thì sẽ aru. Đó là masen. Masen sẽ là nai được chưa nhỉ? Arimasen sẽ là nai chứ, được chưa? Arimasen sẽ là nai. Chứ là tạ koto ga nai. Tạ koto ga arimasen. Tạ koto ga nai. Được chưa? Hai. Tạ koto ga arimasu. Tạ koto ga aru. Aru. Ok. Đúng nhau nhá. Hai, đã từng làm gì đó. Hai, có một điều chú ý như thế này. Khi mà chúng ta chuyển sang một câu hỏi, em đã từng cái gì đó bao giờ chưa? Được chưa? Bao giờ chưa? Đúng không? Đúng không? Em đi Nhật bao giờ chưa? Đúng không? Thì trong cái câu này thì thường trong tiếng Việt nhiều lúc nó bị lược bỏ cái từ đã từng này đi. Em đi Nhật bao giờ chưa? Em ăn sushi bao giờ chưa? Không có từ đã từng đúng không? Nên là chúng ta phải để ý nhá, khi mà chúng ta đã có từ bao giờ chưa này để hỏi thì chúng ta phải chia rằng tạ koto ga arimasu ka? Hiểu chưa nhỉ? Hay. Ok chưa? Hay. Hay. Ok, ví dụ này. Hay. Thì nào? 私は寿司を食べたことがあります。はい、食べたことがあります。では、quay sang hỏi Trang nào. Trang ăn sushi bao giờ chưa? Trang さん。Trang さんは寿司を食べたことがありますか? はい、あります。はい、あります。では、チャラー、今チャラー、chúng ta sẽ nói như thế. あります。あります。ね。はい、あります。わ、わかりませんじゃん。ちょっと見ます。いえ、ありません。ありません。まあ、いえ、ありませんですね。ありません。でじゃあ、はい、あります。いえ、ありません。でじゃあ、はい、出たよ。馬に乗ったことがありません。はい、馬に乗ったことがありません。げなじ。あと、ちょっと、ぐんぐん。ちょっと、ぐんぐん、どうも。はい、これ、最後、ニュン。ニュンさん、馬に乗ったことがありますか?いいえ、ありません。いいえ、ありません。で、ティナ。はい、オッケー。で、やってよ。ティナ。ホームさんは、ホーチミンに3回
있다 고도가 아리마스. 3回 있다. 있다. 3回 그러면 3回 있다 고도가 아리마스. 그래. 홍. 홍. 홍 đã đi Hồ Chí Minh là ba lần. 자, 보세요. 나 등. 네. 네, 호치민 ba lần. 알죠? 오케이, 자. 하이. 하이. 됐어요. 니혼웨 리오코 스타 고토가 아리마스카? 하이, 아리마스. 하나는 어디 가? em đã từng đi du lịch ở Nhật bao giờ chưa? Đúng rồi, em đã từng đi du lịch Nhật bao giờ chưa, đúng không? Hey, arimasu, em đi rồi đấy. Hey, arimasu, đi rồi đấy. Tiếp theo. Hoa san ni atta koto ga arimasu. Được chưa, nghe là gì? Tôi đã từng gặp hoa. À, tôi đã từng gặp bạn hoa. Hoa quay sang hỏi Trang, chị đã từng gặp bạn hoa rồi chưa? Trang sẵn, hoa san ni atta koto ga arimasu ka? Iye, arimasen. Iye, arimasen, đúng không? Cái đấy đơn giản thế thôi, đúng không? Tiếp. 彼と話したことがありません。Tôi chưa từng nói chuyện. Từng nói chuyện với anh ấy. Tôi chưa từng nói chuyện với anh ấy. Quay sang hỏi chị Trang. Trang sang. 彼と話したことがありますか? いいえ、ありません。いいえ、ありません。ですね。はい。Anh chị đã nói chuyện với anh ấy bao giờ chưa đúng không? はい。私はゴルフをしたことがありません。Quay sang bạn tiếp theo. Nhung rằng, golf o star koto ga arimasu ka? Iie, arimasen. Iie, arimasen. Được chưa? Đơn giản. Đơn giản như đơn rồi. Tiếp. Atarashi debato de mada ga kaimono shita koto ga arimasen. Cái từ mada này nó thường hay đi với masen. Tôi chưa từng. Chưa từng ạ. Đã chưa làm điều gì ạ? Bạn đã đi mua sắm ở khu trung tâm. Bạn đã đi mua sắm. Tôi. Arimasen. Để xem nó là cái gì cá hay là Arimasen. Tôi đã đi mua sắm. Tôi chưa từng đi mua sắm ở trung tâm thương mại mới, khu trung tâm thương mại mới. Đúng rồi, tôi chưa từng đi mua sắm ở cái khu trung tâm thương mại lớn. Đó chẳng hạn, đúng không? Nên việc Ano Atarashi được. Được chưa? Ok, cái mã va đài chỉ nhấn mạnh cho Arimasen. Được chưa? Anh là tao á, kiss sự xịt tao của tôi á, anh biết từ kiss sự là gì không? Hôn nữa. Hôn đấy, kiss. Kiss. Nha, kiss sự, kiss sự xịt tao của tôi. Quay sang hỏi Trang. Trang sẵn, anh là tao á, kiss sự xịt tao của tôi á, anh biết từ kiss sự xịt tao của tôi. Iye, ichi do mo arimasen. Ichi do mo arimasen là gì? Chưa một lần nào. Đúng rồi, ichi do mo arimasen, chưa một lần nào, thấy chưa? Ichi do mo arimasen, ichi do mo nai. 嘘です。チャンさんは嘘です。はい。え、トゥイさんはキスしたことがないの？いえ、一度もありません。嘘。嘘。嘘ですね。ヨンさんはありますか？いえ。いえ、嘘。いえ、嘘。嘘ですね。はい。やったよ。山に登ったことはありますか？いえ、ありません。Em đã từng leo núi bao giờ chưa? Em từng leo núi bao giờ chưa? Chưa. Chưa đúng không? Hay, vậy thì chúng ta sẽ đặt câu là gì ạ? Leo lên máy bay, em đi máy bay bao giờ chưa? Thì chúng ta sẽ dùng một động từ. Học máy bay, đi máy bay nói như thế nào? Hikoki de. Hikoki de kima đúng không? Vâng. Hikoki ni notta. Nỗ lực đấy. Nỗ lực. Nỗ lực sẽ chia là notta, động từ nhóm 1. Đi máy bay sẽ là nỗ lực, được chưa? Bay cứ ni nỗ lực đi xe máy cũng được. Động từ này, được chưa? Hãy xem nào. Hikoki ni nobotta koto ga. Notta. Notta. À, notta. 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 Hikoki ni notta koto ga arimasu ka? Hãy, hikoki ni notta koto arimasu ka? Hãy. Thế nào? Hãy, norimasu ne, noru. Iie, arimasen, だから ね. Chan san. Arimasen. Arimasu ka? Arimasu. Arimasu ne. Doko ni ikimashita ka? Da nang e ikimasu. Da nang e ikimasu ka?ユンさんは飛行機に乗ったことはありますか？いいえ、ありません。ありません。リさん。いいえ、ありません。ありません。はい、OK。バイラ、ジュタラ3番、ソモード。乗ったことはあります。乗ったことはありません。で、や。はい、バイラ、ジュタラ3番、ソモード。はい、ですね。タリタリしますのは、chúng ta làm thế này làm thế kia. Các bạn nhớ trong cái bài 14, khi mà chúng ta liệt kê cái hành động á.Liệt kê này, này sáng sớm này chúng ta thức dậy này rồi đi ăn sáng sau đó đi học này thì chúng ta chia về thể t đúng không? T T T T cuối cùng là các cuối ikimashita. Được chưa? Hay
Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học này, về tà đi khi mà chúng ta liệt kê buổi sáng nay để asa okite go hang ok. Ví dụ buổi sáng nay nhé, thì chúng ta sẽ chia dạng tà đi, chúng ta không liệt kê cái hành động đấy ra theo cái thứ tự, được chưa? Mà chúng ta cũng liệt kê lung tung ra. Sáng nay em ăn bánh mì, uống nước rồi thì tắm các thứ này, được chưa? Sau đó thì đi học này, chúng ta sẽ nói theo dạng này, được chưa? Ok chưa? Đây đây, nhiều hành động và nhóm hành động không quan tâm đến thứ tự, được chưa? Nói chung là không có thứ tự gì cả. Ê, ví dụ như thế này, đô yô bì nhì hông gô bên kiêu sta đi ê gà ô mì tà đi xì mà sta. Ví dụ đô yô bì là chủ nhật vừa rồi, nó là quá khứ rồi đúng không? Thì cái động từ cuối câu này chúng ta sẽ chia dạng, à thứ bảy, được chưa? Chúng ta sẽ chia dạng gì nhỉ? Quá khứ, đã, được chưa? Và trong những ngày thứ bảy đấy, chúng ta này, ngày thứ bảy em học tiếng Nhật này, em xem phim này, đơn giản thế thôi, được chưa? Hai. Ok thế nào? Thấy đọc lại con này. Doyobi ni Doyobi không phải đâu. Doyobi nihongo o benkyou shitari eiga o mitari shimashita. Hai, mitari shimashita. Cái chữ tari rất là dễ, chia về để ta cộng với ri thôi, hiểu chưa? Ok. Hai benkyou shitari, benkyou shitari. Được chưa? Mita, mitari. Được chưa? Mitari shimashita. Được chưa nào? Nếu mà nó là tương lai thì sẽ là gì nhỉ? Shimasu. Được chưa? Ví dụ tiếp theo này. Kino gakkō e ittari tomodachi to nomi ni ittari shimashita. Ừ, câu này hay đúng không? Ngày hôm qua tôi đã đến trường và đi uống nước với bạn Đi uống với bạn bè. Được chưa? Hôm qua em đến trường này rồi đi uống nước với bạn bè này. Được chưa? Thấy không? Dễ. Rồi. Tiếp theo. Hôm sáng qua, kết xạ ban o tabetari o cha o nondari shimashita. Nondari shimashita. Buổi sáng bạn ăn bánh mì và sau đó uống trà. Sáng nay nhé. Sáng nay. Hãy tiếp theo. Mai ban watashi wa hon o jondari terebi o mitari shite imasu. Shite imasu. Ví dụ ở đây nó là một cái thói quen bởi vì nó là mai ban, đúng không? Hàng tối đúng không? Tối nào tôi cũng làm những cái công việc như thế nào? Thì thói quen thì chúng ta sẽ chia thể stay mask được. Thế thế nào? Ok. Tiếp theo. Anata no shimi wa nan desu ka? Onkaku o kitari drama o mitari suru koto desu. Suru. Ở đây nhá, khi mà chúng ta nói đến nhỉ, shumi là gì? Sở thích đúng không? Sở thích của bạn là gì? Khi mà mình có nhiều sở thích, 3-4 sở thích á, mình chỉ có kể hai cái thôi đúng không? Đấy, thì cái câu chốt cuối cùng vẫn là koto. Được chưa? Thì nó sẽ là suru koto desu. Shima chia dạng gốc. Đúng không? Shima chia dạng gốc đúng không? Ví dụ như là hongo miru koto desu. Nihongo benkyou suru koto desu. Được chưa? Thì nó khi mà nói về sở thích thì vẫn phải suru koto đúng không? Rồi, thì là shima thì là suru koto, nó không phải là động từ, ví dụ như vậy, chúng ta nói một loạt động từ nữa. Được chưa nhỉ? Ở đây có gì nhỉ? Onkaku kiitari, dorama wo mitari suru koto desu. Sở thích của em là nghe nhạc và xem phim truyền hình, giải đáp á, dorama, thấy chưa? Dorama ですね. Ok chưa? Tiếp. Hai người. Sen shuu no nichijoubi nani wo shimashita ka? テニスをしたり、買い物をしたりしましたよ。しましたよ。やまやま。しましたよ。ちなみに、ちょいテニス、どやち、リムサム。ちょいテニス、リムサム。OK じゃ。はい。して。私は夜寝る前に、歯を磨いたり、お顔を顔をお茶洗ったりしています。thói quen đúng không? Tức là寝る前に trước khi ngủ thì tôi đánh răng và rửa mặt. Hay trước khi ngủ thì tôi thường hay có thói quen là lướt Facebook hay là điện thoại cho bạn trai. Đấy nhỉ? Kare shi ni denwa o kaketari. Facebook o mitari shite imasu. Những câu này người Nhật người ta hỏi thì mình có thể đem ra
trước ngủ em hay làm gì đúng không? Hay là cuối tuần em hay làm gì thì chúng ta nói cái dạng này để như nào? Ok chưa? Đấy, tiếp theo. Kiểu quá, report tổ cái tari. Chiều cuối đại ô, xin tà ri xin nà kê rê bà nà rì mà xê. Ừ, bạn thấy ở đây nó khác gì nhỉ? Nà kê rê bà nà rì mà xê. Phải làm cái điều gì đó đúng không? Hôm nay tôi phải... Hôm nay tôi phải mua... Tôi phải đi... Tôi phải viết báo cáo và... Tôi phải viết báo cáo và làm bài tập. Làm bài tập ở nhà, được chưa? Ngoài ra còn một vài cái công việc khác phải làm nhưng mà không định không... Mình không thể kê ra đây, được chưa? Ok, xin nà kê rê bà nà rì mà xê. Nhung có hiểu không? Mặt đưa 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 ấy. À, Trang hiểu không? Có ạ. Thúy? Có ạ. Các bạn có hiểu không? Ok, rồi. Tiếp theo còn hai câu nữa. Nga sang wa dance o study, ryori o chukutari suru koto ga dekimasen. Ừ, cái này gì đấy? À, bạn Nga không thể... Đúng rồi, không thể. Không thể nhảy và nấu ăn ạ. Ừ, không thể nhảy mà không nấu ăn được. Được chưa nhỉ? Hay không thể nhảy mà không nấu ăn được. Được chưa nhỉ? Hay. Ok, cái này tùy thuộc vào cái mẫu đằng sau như thế nào thì mình sẽ dịch như thế, được chưa? Hay. Hay, tiếp theo. Watashi wa yama ni nobottari umi de oyodari shita koto ga arimasu. Hay, một câu mình đọc vào sau. Khi mà chúng ta muốn liệt kê nhiều việc mà chúng ta đã từng làm. Được chưa? Thì sẽ là gì đấy? Tôi đã từng leo núi. Leo núi và bơi ở biển. Được chưa nào? Liệt kê rồi. Hoặc là khi người ta hỏi sang Nhật em làm gì đấy thì mình làm những công việc gì, mình liệt kê ra tôi đã từng thế này, tôi đã từng thế này, đúng không? Đấy. Tôi đã từng đi Osaka này và tôi đã từng ăn món cá sống này. Đấy nhỉ? Đã từng thì chúng ta cái đoạn cuối cùng chúng ta chia sẻ đã từng thôi. Được chưa? Hoặc là chúng ta không cần đã từng chúng ta shita cũng được, shimashita cũng được, không vấn đề gì cả. Ok chưa? Hay. Xong rồi, chúng ta đến phần cuối cùng trong bài học ngày hôm nay. Đó là gì nhỉ? Thì chúng ta sẽ gì nhỉ? Học những cái gì nhỉ? Tính từ hay là danh từ cộng với động từ narimasu. Narimasu, được chưa? Động từ nghĩa gốc của nó là gì nhỉ? Trở nên, trở thành. Được chưa? Trở nên, trở thành nhé. Đây. Thì tùy vào tình huống mà chúng ta sẽ dịch là gì nhỉ? Cái gì trời lạnh lên rồi, trời lạnh rồi. Đấy, nó lạnh lên rồi. Ngon, ngon rồi đấy. Được chưa nào? Giỏi lên rồi đấy. Ơ, tính chất rồi. Giỏi lên rồi đấy. Được chưa nào? Lạnh rồi đấy. Được chưa? Hay, đó, cách kết hợp của nó như sau. Thứ nhất, nếu mà tính từ đuôi y thì chúng ta sẽ bỏ y đi. Đúng không? Hay, bỏ y đi. Và chúng ta cộng với cự narimasu. Được chưa? Cự narimasu đấy. Còn gì nhỉ? Ở đằng sau chúng ta có thể chia là narimasu ta cũng được. Được chưa? Narimasu. Nếu mà nó là quá khứ thì narimasu ta. Chưa là quá khứ thì sẽ là narimasu. Ví dụ, các bạn cứ học chăm chỉ vào kiểu gì vài tháng nữa cũng sẽ giỏi lên thì sẽ là cái này. Nó sẽ giỏi lên. Được chưa? Hay. Zozu ni sẽ giỏi lên thì sẽ là cái này. Zozu ni narimasu. Ở đây là zozu ni narimasu ta. Được chưa? Hay tính từ đây là cự này. Oishiku narimasu ta là gì đây? Ngon rồi. Ngon rồi đấy, ngon lên rồi, được không? Hay tiếp theo zozu ni narimasu ta. Giỏi lên rồi, giỏi rồi đấy, được chưa? Tiếp theo. Rainen. Đây là Rainen à? Rainen là gì nhỉ? Năm sau. Đúng rồi, Rainen. Rainen là sao? Học chữ Hán rồi nhá, cô Thanh dạy rồi nhá. Ok, tiếp theo. Sacho. Sacho. Dạ, Sacho là gì? Giám đốc. Giám đốc. Nhưng biết từ này không? Biết à? Biết à? Sacho. Năm sau. Trở thành giám đốc. Tôi sẽ trở thành giám đốc. Được chưa? Sacho ni narimasu, trở thành. Trong đầu danh từ thì đã dịch nguyên dạng là trở nên, trở thành gì đó. Được chưa? Ok, ví dụ. Kiro wa achu katta desu ga kyo wa suzushiku narimashita ne. Suzushiku narimashita ne. Hôm qua trời nóng. Hôm nay trời mát hơn. Mát lên rồi. Mát lên rồi nhỉ, đúng không? Hôm qua trời nóng nhỉ, nhưng mà hôm nay mát lên rồi đấy. Đúng không? Ok chưa? Mát lên rồi đúng không? Suzushiku narimashita. Tức là cái trạng thái đã thay đổi. Đúng không? Tiếp. Mou genki ni narimashita. Cái gì nhỉ? Cái động từ narimashita này hay đi kèm với mou này. Mou narimashita.
được chưa? Mô đã cái gì rồi? Nghĩa là gì đấy? Đã khỏe lên rồi. Khỏe lên rồi đúng không? Em đã khỏe rồi. Mô genki ninanimashita. Được chưa? Hoặc nhìn thấy ai khỏe nó hôm vừa hôm qua thấy ốm yếu tự nhiên. Ồ, mô genki ninanimashita đi. Cho mình khỏe lên rồi. Được chưa? Hai tiếp. Zoom sang qua soroi san ni 31歳にありますね。なりますね。なりますね。なりますね。うん。いらね。あ、ズームそろそろさ。さ、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 そろそろ30歳になりますね。今、体力的な、ルー先生は、そろそろ34歳になりますね。34歳。OK, じゃあ。はい。はい。では。チャンさんは、綺麗になりましたね。うん、綺麗ね。チャンは、やっぱりに。うん、チャン、新年度に、好吗？新年度に、OK? では。この食べ物は、as ama itu nih udah pernah asta nih as gunungnya udah asta nih as udah pernah asta kono tabemono wa asta amak narimasu ka eh so desu yo ya ya ví dụ tabemono là một đồ ăn gì đó đúng không ví dụ ta làm cái điều đó ngâm cái thứ gì chất phụ gia gì thì mình mới hỏi là cái món ăn này ngày mai sẽ ngọt à nó sẽ ngọt à đúng không mai thì nó sẽ ngọt à ừ đúng rồi đúng nhỉ hay là quả này この果物を rõ ràng đi, cho dễ hình dung đi. この果物は明日甘くなりますか? Cái quả này mai nó sẽ ngọt chứ anh? Ừ, mai rồi đúng không? Được chưa? OK ですか? OK です. Tiếp theo. 昨日の晩、パーティーをしましたから、部屋がまだ、また、汚くなりました。うん、汚くなりました。汚いよな。はい。汚いな、もういい。汚いな、じ。バンよな。ウィンヤリマ。あ、ほんないで、あ、あ、ぶとうないとよ。あお。バイビー。とうげんこわ、とうこんぶてや。うん、バイビーんこわ、とうぶてや。ちょねんやら、ちゃねんならばん。Cho nên rất là dịch cho nên rất là bẩn nghe đúng không? Hôm qua bởi vì hôm qua có bữa tiệc nên là căn phòng trở nên bẩn đúng không? Căn phòng bị bẩn đi được chưa? OK chưa nào? Hai tiếp. Samui desu ne. Mo fuyu ni narimashita ne. Lại nhỉ? Mùa đông đến rồi nhỉ đúng không? Hai. Mùa đông rồi nhỉ thôi được chưa? OK chưa? Đặt câu đi nóng. Nóng rồi nhỉ, mùa hè rồi nhỉ nói nè. Actually ですね, もう夏になりましたね. Nhung là bạn con này. Actually ですね, もう秋になりましたね. Mùa hè là gì? 夏. 夏. 夏, もう, だから, もう夏になりましたね. なりましたね. 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 もう夏になりましたね.여기야나츠나츠나츠예한삼니나리타이데스까응그래나리타이나리마중간뒤에다가다앉아응나나리타이는뭐지원원저는랩차이야응엠고랩차이가랩차이들어하이랩민상과소라이소라이야나니오시타이したいですか。先生になりたいです。うん、先生になりたいです。ただなりたいです。なりたいです。なりたいです。なりたいです。先生になりたいです。先生になりたいです。社長になりたいです。社長になりたいです。社長になりたいです。社長になりたいです。じゃあ、はい。要はになりたい。だから要はになりたい。になりたい。になりたい。になりたい。になりたい。になりたい。になりたい。になりたい。オッケー？はい。マイさんはもう日本語が上手になりましたね。うん。あ、マイヤ。マイヤ。マイ。giỏi tiếng Nhật rồi nhỉ? Mai à, tiếng Nhật của em đã giỏi rồi nhỉ, đúng không? OK, mô, nhưng mà dù gì nữa, chúng ta nên.
dùng để khen người khác đúng không? Ok. Hay. Hay là chúng ta đã xong rồi đúng không? Hay có câu ngày hôm nay nữa là chưa để đạt. Cái chưa để đạt là gì? Giống thể tê. Giống thể tê, bỏ tê đi. Thêm tạ. Được chưa? Tiếp theo, một câu. Tôi đã từng đi Nhật. Đúng không? Nhiều ít tạ cô tổ gà arimas. Các đọc. Tạ cô tổ gà arimas. 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 Tạ cô tổ gà này. Tạ cô tổ gà này. 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 Chưa từng đúng không? Arimasen. Tiếp theo. Tạ đi tạ đi simas. Tạ đi simas. Tạ làm cái gì đó đúng không? Ok. Jozu ni narimashita. Giỏi rồi. Các bạn giỏi hết rồi. Jozu ni narimashita. Được chưa? Hay. Hay, ok. Và của chúng ta ngày hôm nay kết thúc tại đây. Hay, minasan, kiyo wa arigatou gozaimashita. Sensei, arigatou gozaimashita. Hay. Minasan, arigatou gozaimashita. Mata ne. Hay, minasan, konnichiwa. Sensei, konnichiwa. Hay. Minasan, konnichiwa. Hai, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau bước vào bài số 20. Đấy. Tuy nhiên là hôm nay thì đáng nghĩa ra là cụ thành dạng. Tuy nhiên thì hôm nay là dạng chúng ta sẽ học về dạng thể ngắn để cho bạn bè nói chuyện với nhau. Nên là gì nhỉ? Cái cách phát âm của nó thì cần phải có sự giúp đỡ của người Nhật. Nên là gì nhỉ? Các bạn có thấy cô Yuka ngồi đây không nhỉ? Đúng không? Ok. Mình sẽ giải thích qua một chút thôi. Sau đó thì hầu hết là trong bài học ngày hôm nay thì cô Yuka sẽ phụ trách. Nội dung bài học ngắn này là gì? Alo, mai đi không? Chẳng hạn như mình điện cho cô Thanh chẳng hạn. Em, alo, mai đi không? Đúng không? Gọi cho Trang. Trang, mai đi không? Cả đến đấy. Khi đó thì chúng ta sẽ sử dụng dạng ngắn. Đấy nhỉ? Dạng ngắn của động từ, tính từ, danh từ. Ok? Hay. Nội dung bài học ngắn này thì sẽ có 4 phần như thế này. Mình sẽ phân biệt lại một chút về thể lịch sự và thể thông thường đấy nhỉ? Ok, thể ngắn đấy. Ok, rồi để cách chia. Tổng hợp lại, được chưa nhỉ? Tổng hợp lại, sau đó thì nhỉ? Chúng ta cùng nhau luyện tập thôi. Ok? Được chưa? Hay, trước tiên thì chúng ta đi vào phần so sánh, được chưa? Ngày trước so sánh rồi đấy, được chưa? Bây giờ so sánh lại. Thứ nhất là về động từ, được chưa nhỉ? Động từ. Hay, cái câu này này. Chan là đặt nào? An-san, tabako suimasu ka? Ie, suimasen. Tức là đây chúng ta dùng dạng. Suimasen, đúng không nhỉ? Được chưa? Hay. Tuy nhiên khi mà chúng ta chuyển sang dạng như là từ điển dạng ngắn của động từ thì chúng ta sẽ biến thành gì nhỉ? Sư, đúng không nào? Hay khi mà chúng ta hỏi chúng ta sẽ phải nhấn lên nhỉ? Hay yu ka senzei onegaishimasu. Hay an san tabako sư 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 sư. Khi mình trả lời này ý này đúng không? Dạng như là dạng thông thường, dạng xuồng xã, bạn bè nói chuyện nhau sẽ là suwanai. Suwanai. Được chưa? Suwanai nó bình thường trả lời chứ mà. Này, tức là nó ngang này, suwanai. Được chưa? Đấy. Sau này chúng ta sẽ học suwanai. Được rồi nhé. Nếu mà hỏi suwanai, có nhiều cách hỏi được chưa? Thì nữa chúng ta sẽ vào học. Được chưa nào? Hay, tiếp theo. Ok, tiếp theo. An-san wa kawaii desu ka? Đây là gì đấy? Tính từ đi đúng nào? Kawaii desu ka? Hay, kawaii desu. Còn khi mà chúng ta gì nhỉ? Chuyển sang dạng ngắn này thì chúng ta bỏ desu ka đi đúng không? Thì chúng ta sẽ hỏi như thế nào nhỉ? Cô Yuka. Dạ. An-san wa kawaii. 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 Đúng nào? Kawaii. 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 Ok chưa? Hay. Tiếp theo đây là gì nhỉ? Động từ này, tính từ đôi y này, thấy nhỉ? Hay. Tiếp theo tính từ đến na, đúng không? Ví dụ có tính từ là kire, kire desu ka? An-san wa kire desu ka? Hai, kire desu. Thì chuyển sang dạng ngắn sẽ là gì? An-san kire? 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 Yuka senzei. An-san kire? 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 Kire da yo? ですね. Yuka senzei, Yuka senzei, お願いします. Kire da yo? Kire da yo? 네냐, 기대다요. 하야구치 유토. 응, 기대다요. 다요. 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 기대요. 오케이, 기대요. 다리, 다리 생태로마. 네. 안산은 다리ですか? 응, 와かりません. 또가. 안산 때, 이천이 어때요? 나 정말이냐. 마이 뭐 배하 배하 민자 이러고 그러마. 응, 고래 때, 네. 안산 때.
안산って誰誰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 
ôn tập về thể tương đương nhá. Ôn tập. Thứ nhất về động từ, được chưa nào? Động từ thì dạng mát sự thì dạng thông thường của nó sẽ là gì nhỉ? Rự, rự đúng không? Tabe mas sẽ thành tabe rự. Tabe rự đúng không? Ikimasu. Iku. Iku đúng không nào? Osemasu. Osemasu. Benkyou shimasu. Benkyou suru. Ok. Tiếp theo masen đúng không nào? Thì sẽ biến thành dạng nai. Nai được chưa nào? Ví dụ, tabemasen. Tabenai. Suimasen. Suwanai. Suwanai đúng không? Kaimasen. Kawanai. Kawanai đúng không? Kirimasen. 切らない 切らない 뭐야? 마이 뭐야? 다리마센. 다라나이. 응? 다지? 다리나이. 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 네. 다리나이. 오케이, 교수야. 하이. 이제 마스타. 뭐야? 이 장난 건 없어요. 따. 됐죠? 勉強しました. 뒤나. 勉強した. 勉強した. 뭐야? 하이. 飲みました. 飲みた. 飲んだ. 하이. 飲んだ. 뭐야? 하이. 됐죠? しませんでした. なかった. はい、勉強しませんでした. 勉強しなかった. 勉強しなかった. 買いませんでした. 買わなかった. はい、買わなかった. じゃあ、はい。 で、てやね。 え、リンドルイですね。 リンドルイ。リンドルイ通訳です。なんかです。なるほど。はい、です。です。です。 こんにちは。あ、ざっくりそれなんて、色、色な寒いじゃない。 寒いです。寒くないですね。寒くないですね。寒かったです。寒かった。もちろん、これでいいので。はい。寒くなかった。じゃあ。はい。はい。ティンドルナーですね。はい。大好きな人です。じゃあ、ウィズオンなんじゃ。え、てなんじゃない。ティンドルナーは日本人です。日本人だ。 親切ですな。親切だ。でな。はい。じゃありませんのは。でな。じゃないですね。これ一番もう、ほんとに、はい。レスタ、レスタの一番目入れば。レスタ、せな。だった。じゃありませんでした。じゃな。じゃなかった。じゃあ。はい。オッケー。じゃあ、ヘッドね。では、じゃあ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 
nhé. Chẳng hạn như thế này, 이끄 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 đúng không? Ví dụ thêm chữ ngày mai vào đấy, 아스타 이끄 được chưa? Thì chúng ta sẽ nói là vâng, 응 이끄 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 là bình thường sẽ đi thôi, được chưa? Hãy cô Yuka xin chào. Chúng ta sẽ luyện tập cùng cô Yuka để xem tất cả những câu này như vậy đều là câu hỏi nhá. Iku đi không? Ikanai là gì? Không không đi à? Ikanai không đi không đi à? Hoặc là chúng ta cũng thể dịch là đi không cũng được. Ok cho người đấy đi không đấy. Việt Nam có từ Việt Nam có đấy đi đi chứ đi không đúng không? Đi chứ đi không đấy nhé. Tiếp theo ikita là gì nhỉ? Muốn đi không? Muốn đi không? Thấy chưa? Ikitakunai không muốn đi à? Không muốn đi à đúng không? Ikita là gì đây? Đi rồi à? Đi rồi. Đi rồi à? Đúng là đây là cái ý nghĩa. Hey. Ok? Hey. Hey. Bây giờ sẽ luyện tập cùng với các bạn. Thầy sẽ đứng sau ông đến. Ok, giờ đến suy xem sao. Tốt rồi. Iku? 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 Gakko? Iku? Gakko? Iku? Tốt rồi nè. Ikanai? 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 一緒に ずんもり 行かない? 一緒に ずんもり 行かない? じゃあ次 行きたい? 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 明日 行きたい? 明日 行きたい? いいですね 次 行きたくない? 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 明日 行きたくない? 明日 行きたくない?
行きたくない? 行きたくない? もっと上がるね 行きたくない? 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 行かない? 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 行く行く明日行く明日行かない明日行かない明日行かない行かない行かない行かない行きたい行きたい行きたい行きたい行きたい行きたい行きたい行きたくない行きたくない行きたくない行きたくない最後行った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 行
Vừa rồi chúng ta có một cách nói để hỏi chúng ta sẽ nhấn mạnh đúng không? Tuy nhiên phần tiếp theo chúng ta vẫn nhấn mạnh thì chúng ta sẽ cộng thêm no nữa. No, no, no. Và say cơ nó. Nó tức là nó. Ok. Chỉ có này nó. Chỉ có này nó. Bây giờ cô gái cô sẽ hướng dẫn chúng ta nhé. Okay. で次練習しましょう。行くの? 行くの? 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 行かないの? 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 行きたいの? 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 次。行きたくないの? 行きたくないの? 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 最後。行ったの? 行ったの? 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 다들 no no 라 그래 답 no 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 行くの? 行くの? 行かないの? 行かないの? OK 行かせね もう 一人で練習しますか? 練習ね? たくさん練習しましょう 行くの? 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 行かないの? 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 の? 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 行かないの? 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 行きたいの? 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 の、上がる! 行きたいの? 行きたいの? No, じゃない, no! OK! 行きたいの? No! No? No, ね? No? No,の中で? No, って言ってる? No, ね? No? 行きたいの? 行きたいの? No? 行きたいの? No, じゃない? No, ね? 不思議, 食べてよ! OK! 行きたいの? 上手、行きたいの? 行きたくないの? 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 の? の? 行きたくないの? 行きたくないの? ちゃんは、のーってなってる。の? 行きたくないの? 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 最後。行ったの? 行ったの? 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 行ったの?
No. Ittan no. Ittan no. Ittan no. Ittan no. Okay. Hai. 次. 不错了，人家. 네. 그래서 일단 답해요. 일단 답. 그러니까 nhấn mạnh với những động từ này nhé. 에, 에. Bây giờ cô sẽ viết furigana lên trên. Sẽ viết furigana. Viết cách đọc lên nhé. 그래. 너무 네. 응. 너무 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 웅헝 네 너무 그래 너무 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 응 너무 너무 응 다베르 다베르 응 다베르 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 응 다베르 그래 다베르 하이 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 안녕히네 여기 카에르 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 결혼する 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 두이래 너무 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 다베르 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 자 다베르 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 tức là gì nhỉ? Các bạn nghe thầy cô nói cái từ này đây nó thế nào nhỉ? Nó hơi nhấn kiểu vòng nhẹ của tiếng không? Tức là gì? Có câu người ta sẽ nhấn nguyên như này thôi, còn có tùy vào câu, ví dụ câu taberu này thì người ta sẽ nói là du du, kiểu đó hỏi với mình ạ. Taberu 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 du 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 du, xong kéo một cái nữa. OK, taberu 다베르 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 카에르 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 오케이 짠 카에르 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 오케이 카에르 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 좋았네 다음에 결혼する 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 chúng ta sẽ dùng những cái động từ này đúng không để đọc khi mà chúng ta cộng với no và nhấn mạnh đúng không nó 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 카우노 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 자, 지니. 자, 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 자,
오시에르노 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 여기 크루 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 라지 리 크루 아 네네네네네네네네 크루 크루 크루노 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 네네 はい、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 は
나이. 삼은 그 나이. 오, 조즈. 오케이, 삼은 그 나이. 삼은 그 나이네. 삼은 사무카타 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 사무이카타 찍어요 사무카타 사무카타 읽고 말하지 아니면 뭐 이리와 사무카타 사무카타 이거 사무쿠나카타 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 오케이 조준이 나왔다 대체 뭐야? 지금 다 세지자 노우는 마지막이잖아요 노노 사무이노 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 조준 次、寒くないの？寒くないの？寒くないの？寒くないの？オッケー？はい。次。寒くないの？寒くないの？寒くないの？寒くないの？上手。次、寒かったの？寒かったの？寒かったの？寒かったの？次。寒かったの？寒かったの？寒かったの？上手。最後、寒くなかったの？寒くなかったの？寒くなかったの？寒くなかったの？寒くなかったの？寒くなかったの？寒くなかったの？はい、上手ですね。はい、じゃあ他の言葉、難しい。難しい。はぁ？はぁね。ベトナム語、難しいの？とか、難しい？難しい難しいの難しいのうるさいうるさいうるさいなおなおなおなおなうるさいうるさいうるさいうるさいうるさいうるさいのうるさいのここうるさいのとかだよなのな Tôi đang nói chuyện về cái chỗ này đó chỗ này ồn lắm mà ここうるさいうるさいのとかですねOK thế nhở? Hai, chữ gì kia? Hai, bây giờ thì nhở chúng ta sẽ chuyển sang danh từ và tính từ đây na. Trước tiên chúng ta gì nhở? Tính từ đây na chứ, kire là tính từ đây na đúng không nào? Hai. Thứ nhất, kire, 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 kire,きれいじゃない。次、きれいだった。きれいだった。きれいだった。きれいだった。最後、きれいじゃなかった。きれいじゃなかった。きれいじゃなかった。きれいじゃなかった。OK, các bạn để ý này. Ngoài cái giọng nhấn mạnh lên thì khi mà chúng ta kết hợp với no nhá, cái tính từ đấy na này, hay là danh từ thì chúng ta sẽ cộng thêm nano không này. Được chưa nhỉ? Chính là cái gì đấy nhé?OK, じゃあ、はい、次に行ってみましょう。OK? はい。じゃあ練習しましょう。綺麗なの？綺麗なの？綺麗なの？綺麗なの？綺麗じゃないの？
きれいじゃないの? 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 の? 次 きれいだったの? 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 上手ですね。 次 きれいじゃなかったの? 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 日本人じゃない?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 日本人
tả 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 日本人なの？日本人なの？日本人なの？日本人なの？ちょっと伸ばした方が日本人っぽいです。なの？なの？なの？日本人なの？日本人なの？日本人なの？日本人なの？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 オッケー。いいですね。次、日本人じゃないの？日本人じゃないの？日本人じゃないの？日本人じゃないの？No No 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 OK 日本人じゃないの？日本人じゃないの？ OK 次日本人だったの？日本人だったの？日本人だったの？日本人だったの？ No No 日本人だったの？日本人だったの？次、日本人じゃなかったの？日本人じゃなかったの？日本人じゃなかったの？日本人じゃなかったの？オッケー。オッケー。オッケー。オッケー。はい。cái phần này mình có thể đi lưu ý thêm một chút nhé. Là gì nhỉ? Khi mà trong văn nói chúng ta nói chuyện xuồng xã với nhau thì một số trợ từ sẽ bị lược bỏ đi nhé. Chẳng hạn như là 공항호, 타베르, 타베마스, 타베다 thế nhé. Chúng ta sẽ bỏ đi được, thế nhỉ? Hay là gì nhỉ? Name wa karanai dự án này chúng ta cũng sẽ bỏ đi được, thế nhỉ? Hay là kyo depato, depato yasumi, depato yasumi desu ka? OK nhỉ? Chúng ta có thể lược bỏ trợ từ này được. Ví dụ, 日本へ行きます, 日本へ行く thì đúng không? 日本行く bỏ chữ ấy đi không sai nữa. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì trợ từ sẽ không bị lược đi. Ví dụ, đi bằng cái phương tiện gì đó thì đấy chúng ta không lược bỏ được, đấy chứ nhỉ? Hay là làm gì đó cho ai đó là 誰に教えます tức là thì phải rõ ràng cái trợ từ thì không thể bỏ đi được. Hay là nhận của ai đó dùng trợ từ ni hay cara không thể bỏ đi được, đấy chứ nào? Hay 先生からもらった先生にもらった thì trường hợp đấy không bỏ được, được chưa nào? Được chưa? ご飯食べた名前わからない今日デパート休み OK chưa? はい次先生はい ngoài ra thì nhá nó còn dùng trong tất cả các mẫu câu nữa. Ví dụ何か食べたいですか食べたい先生練習お願いします。はい何か食べたい？何か食べたい？何か食べたい？何か食べたい？上手ですね。今何してる？今何してる？今何してる？
ima nani suteru? Ok, ở đây chắc là các bạn sẽ có một cái câu hỏi nữa là tại sao lại thiếu chữ y đây đúng không? Đúng không? Nani o suteru? Ở đây nếu mà chúng ta sẽ gọi nani o suteimasu đúng không? Suteiru? Được chưa? Nani o suteiru? Tuy nhiên trong câu nói thì chúng ta lược bỏ chữ đố này, chúng ta lược bỏ y luôn này. Teru đúng không? Hai. Neteru? ですね。寝てるとかですね。寝てる？寝をしてる？はい。ちょっとトイレに行ってもいい？ちょっとトイレに行ってもいい？ないわね、なんだ。行ってもいい？行ってもいい？あら、いい？いい？いい？いい？いい？いい？OK。OK, 次 Được rồi, bây giờ cô Yuka bận một chút, còn phần cuối cùng thì mình sẽ hướng dẫn lớp các bạn nhá. OK, còn rất là ngắn đâu. Yuka xin dịp. Bye bye. OK. Đây, ví dụ như mẫu câu này. Oyogu koto ga dekimasu, đúng không? Có một câu này không? Chúng ta vẫn được bỏ chữ từ gá đi đúng không? Hay. Oyogu koto dekiru là gì nhỉ? Bơi được không? Bơi được không? Con nào? Dekiru? 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 OK. Nan metoru oyogu koto dekiru? 同じです。どんのは? Nan metoru là gì? Mấy mét. Mấy mét đó là nan metoru. Hay, tiếp theo này. Mẫu này mẫu gì đây? Đã từng đi nước ngoài bao giờ chưa? Đã từng đi nước ngoài bao giờ chưa đúng không? ことある。OK じゃあ、はい。外国に行ったことある？外国に行ったことある？はい。日本に行ったことある？日本に行ったことある？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 なんちゃらいのは？はい。ある？なんかは？はい。でさ、はい。あれ、ティルちゃんどうね？ティルダルルパリーどうな？はい。はい。学校の電話番号知ってる？な、学校の電話番号。学校の電話番号。知ってる？知ってる？知ってる？知ってる？知ってる？知ってる？オッケー？はい。はい。知ってる？でさ、はい。夏と冬ですね。夏と冬。夏と冬。冬。冬。どっちが好き？どっちが好き？どっちが好き？どっちが好き？どっちが好き？どっちが好き？あれはどっちだ？何語は？どちら？どちらが好きですか？はい。どちらが好き？って感じよ。I take now。我的妈妈。I take now ね。I take now。OK。はい。はい、三問。これ、ぶっこうもなったんけど、けど、実際、まあ、みんな。ですが、おいしいですが、高いです。なぜ？何もらっても、おいしいけど、おいしいけど、高いです。おいしいけど、高い。じゃあ、あれや。何もらっても、今、雑草さん、あまりね、みんなは、おいしいけどですね。はい、ビデオ見ない？この料理は美味しい？はい、美味しいとかね。この料理美味しい？美味しい。だから美味しい？美味しい。美味しい？美味しい。うん。うん。うん。辛いけど美味しい。なあ、まだ辛いけど美味しい。辛いけど美味しい。辛いけど美味しい。辛いけど美味しい。OK。では皆さん分別着番。うんば。うん。だけだ。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。あ、はじくうりね。うん。うん。うん。かい、そうだな。かな。うん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 。おいしい。おいしい。OK? じゃあ、じゃあ、できるな。はい。うん。はい、では。ちゃん。コンサートのチケット2枚あるけど、一緒に行かない？じゃあ、カラーカメ、一緒に、一緒に、一緒に行かない？一緒に行かない？一緒に行かない？一緒に行かない？一緒に行かない？
isoni ikanai. Tức là có hai tiếng đạp này. Được chưa? Một là nai, nai, nai. Hai là nai, nai, nai. Được chưa? Hai là nai, 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 nai. Ok chưa? Hai. Hai. Ở đây cái câu này là gì đây? Chicken tổ. Con sao tổ là chicken tổ là gì đây? Có hai bé. Chicken tổ là bé. Hai bé của buổi hòa nhạc đó. Tức là gì ạ? Em ơi, anh có hai bé buổi hòa nhạc này. Đi với anh không? Đi không? Đi không? Ok? Ok chưa? Hai. Vậy là bài học của chúng ta kết thúc rồi đấy. Chúng ta sẽ gì nhỉ? Mà tôi mê lại con tập lại được chưa nào? Hai. Đấy là gì nhỉ? Thể lịch sự và thể thông thường khác nhau là gì? Thể lịch sự thì dùng cho người chê, đúng không? Còn thể thông thường thì bạn bè, xuống xã hay là người trong gia đình, đúng không? Hai. Tiếp theo này, cách chia thì nói rồi đúng không? Rồi thì cách sử dụng. Cách sử dụng chủ yếu chúng ta gì nhỉ? Là sử dụng trong cái câu nghi vấn, câu hỏi phải nhấn mạnh lên đấy. Và nếu mà bình thường thì sẽ là câu trả lời, nhấn mạnh sẽ là câu hỏi. Thì thế nào? Câu hỏi gì? Một là nhấn mạnh, hai là gì ạ? Cộng với no nhấn mạnh, được chưa? Có hai cách, được chưa? Hai được nó, được nhé. Hai, cuối cùng là kê đồ thôi. Kê đồ. Bài này không có nội dung gì cả. Chỉ có là thể thường bác học rồi, chỉ là luyện tập thêm rồi được thế nào? Hai, ok. Kyo no jubiro wa kore de orimasu. Hai, minasan, kyo wa ochikai sama deshita. Arigatou gozaimashita. Sensei, arigatou gozaimashita. Minasan, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Hiện tại, website học tiếng Nhật online dungmuri.com đã mở công khai miễn phí toàn bộ khóa học năm dành cho người mới bắt đầu, với đầy đủ các video bài giảng, các bài luyện tập và bài thi thử, với đầy đủ các kỹ năng từ chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp, luyện đọc hiểu, nghe hiểu và thi thử. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký làm thành viên của website dungmuri.com để có thể học tập được ngay nhé. Mình là Dũng Mori, giáo viên phụ trách các bài giảng về ngữ pháp. Và ngoài ra trên website còn có đầy đủ các khóa học từ N4, N3, N2, N1. Và các bạn đừng quên ghé qua trang web để tìm hiểu thêm về các khóa học siêu chất lượng từ Dũng Mori Online nhé.